Thác Niagara nằm trên đường đi của Nhật thực toàn phần sắp xảy ra, thu hút du khách khắp nước Mỹ đổ về thác đẹp như tranh vẽ để chứng kiến hiện tượng này. Đây gần như là trải nghiệm một lần trong đời để xem Nhật thực, đặc biệt là ở thác Niagara. Tôi không nghĩ sẽ có dịp nào xem tốt hơn và dù hiện tại chúng tôi ở khá xa nhà, nhưng đã lái xe đến đây. Đây là lần nhật thực gần nhất với nơi chúng tôi sống cho đến năm 2079, vì vậy cần phải tận mắt chứng kiến. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự kiện thực sự thú vị khi được chiêm ngưỡng và tận hưởng những gì được cho là nhật thực cuối cùng ở Mỹ trong 20 năm. Với hiện tượng nhật thực toàn phần, hàng triệu người trên khắp khu vực đông dân cư ở Bắc Mỹ sẽ có cơ hội chứng kiến khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời trong hơn 4 phút ở một số địa phương. Nhật thực có thể xem được nếu thời tiết cho phép, dọc theo con đường bắt đầu từ Mexico qua Mỹ và tới Canada. Những người hâm mộ nhật thực đang tập trung tại các địa điểm dọc theo con đường toàn phần, trong đó có thành phố Fredericksburg ở bang Texas, nơi nhật thực toàn phần sẽ xảy ra ngay sau 1 giờ 30 chiều giờ địa phương, tức 18 giờ 30 phút giờ quốc tế. Với thời lượng tối đa 4 phút 28 giây, nhật thực lần này sẽ kéo dài hơn nhật thực toàn phần xảy ra trên khắp các vùng của Mỹ vào năm 2017, kéo dài tới 2 phút 42 giây. Nhật thực một phần sẽ được nhìn thấy ở Bắc Mỹ bên ngoài đường đi của nhật thực toàn phần.